Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thân tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Chuyển vào bắt đầu chơi lời khám phá những câu chuyện tâm linh, giúp đỡ di vong linh lang thang đốt khác và giáo hóa những di vong linh đang không lì lợm quỷ dữ tu tà đạo. Lâm trở lại con quỷ tóc đỏ, mặt đỏ, cái sừng đỏ, răng trắng đó. Thì hôm qua thì Lâm cúng đồ nó hất luôn cái ấy của Lâm rồi. Thì Lâm trở lại, Lâm sẽ lên kế hoạch và sẽ tìm cách nào mình phong ấn nó cho nó định, rồi mình khuyên nó không nghe thì mình sẽ cho vào cái hồ lô luôn ha. Thế này Lâm sẽ trập triệu tập hồ lô và sẽ bắt nút cho hồ lô 5-10 ngày. Nó giống này cũng hiên nhưng mà nó lì lắm ông bà bác ơi, lì kinh khủng lắm. Lì có nói là có thể là nó lì có 1-2. Vị trí cái nước đằng trước mình ra ngoài đó đâu rồi, không biết. Thôi mình lại vị trí này kìa, mình đặt cái máy xuống, mình kêu nó ra đây, nó ra không nha. Lâm sẽ tìm một cái vị trí nào đó nha. Lâm sẽ đặt cái máy nha, mở bật nha. Lâm sẽ đặt cái máy đây nha. Thì ông bà cô bác ơi, tới nơi rồi. Biết con quỷ này không có đây không? Mà kêu quỷ ơi, ơi, cái gì ra kìa, ơi, ai, đây anh sao có nghe lời tôi không? Chiều qua sao tôi cúng cơm trăng cúng trái cây bánh trái ông đổ hết của tôi vậy? Ông đền cho tôi lên. Ha, nghe lời tôi chơi, nghe lời tôi giúp đỡ gì về chùa tôi nha chơi. Ôi, tôi không có về chùa về miếu gì hết trơn á. Trả cái cây cho tôi. Ha, dễ vậy. Ha, bây giờ ta hành vua ở cái xứ này rồi. Vua khu vực này à? Vua khu vực này có ai tới đâu, làm vua cũng như không thì cũng ở con mình. Dạ tôi tôi là vua một tuổi thì cũng ở con mình à? Ở mình tự tính tự phạt vậy. Vậy là ở con mình à? Trời ơi, tôi muốn cái coi thôi dễ gì. Bây giờ là giặc sở hữu của tôi rồi. Ôi, qua dạng trời có linh lực mạnh không? Khỏe ra. À. Như bò kéo xe. Ở cái xe hả? Ăn mạnh là làm được gì, có pháp thuật. Đây nè. Chẳng qua là sung linh thôi. Đây nè, coi em theo cái vị trí đây nữa nè. Vậy hả? Để bẻ lá. Vậy đi. Bẻ lá vô, chờ vô. Trời vô. Trời ơi. Chơi rồi, khỏe rồi. Chạy. Con lá rồi ở đó còn không chỉ tôi bé coi. Ăn cái lá vàng không mà làm như lá thành thân thiệt. Ê, mình kiếm lá mình hái coi. Hái này nè, chết rồi. Không cho. Cho lá đi. Cho lá đi.
Tại đây. Ôi chỗ này tao có nè, tao thấy cái này nè. Không có. Ô quỷ. Kha 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 là vua. Mấy cái lá này không phải rồi. Mày kiếm nhiều vòng đây có không? Đây cái này coi. Ô bây giờ chỗ đó có, chỗ này không có mà bác ơi. Ô bây giờ, ô bây giờ. Biến mất, biến mất. Biến biến cái gì? Thôi. Thôi hết sự. Thằng này nó thấy nó bẻ ăn. Dạ. Yeah. Tụi bay biến mất đi, biến. Rồi. Mày. Ai nó ngủ cái gì? Ủa mạnh hiểu xìu á, ăn cho mới mạnh chứ không ăn xìu á. Có nhờ cái thằng này. Mượn coi cái gậy. Không. Mượn coi cái. Dễ gì. Mượn coi cái. Bây giờ ngươi muốn chơi phải không? Ừ, muốn cái trời á. Ta chơi thôi, một lá nữa ta chơi nữa. Dễ gì. Quỷ. Ha 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 ha. Có ba là vua. Quỷ này thiệt tình. Công nhận cái lá. Đó thần dược. Cảm ơn nhà ngươi. Mình nói nghe chút xíu nữa mình làm kế hoạch nha. Đã tới đây. Cho ba cái lá thần dược. Để xin lá coi. Xin lá trả 10 đồng. Không. Dạ hả? Không có cái gì mà đổi được hết. Ồ, néo queo queo, đợi qua giờ néo queo. Ăn hết tác dụng rồi. Qua đây. Ăn mới có tác dụng. Ta giữ chữ đây. Vậy bây giờ ta mạnh dữ lắm rồi. Mà ăn vô mới mạnh, không ăn yếu xìu, ăn trong chạy cái hết rồi. Bây giờ ngươi chơi. À, của ta. Trời quỷ thì thôi khỏi ăn đâu quá. Con này. Ôi, nó nghe nè. Để tao không có lát nữa nói chuyện chơi nha. Tao không có gắm nữa đâu. Thiệt á, hứa hứa không ăn gắm nữa. Giờ nói chuyện chơi nữa, chuyện đàng hoàng đi. Bây giờ ta sung lắm là không có nói chuyện. Giờ quỷ lộn. Ăn nói gì xíu một câu rồi thôi. Bây giờ ông chịu giúp tôi hay về chùa tao không lấy thành người đi. Thế sao? Ở đây xíu thôi. Ê. Ở đây làm vui một cổ. Khoan, đợi đây một xíu. Không có lá, không có hiểu được chỗ nào. Ba mẹ lá, ba đừng nhỏ này. Đừng có. Chết rồi. Năng lá nó ngồi hả? Ừ, chết rồi. Chết rồi. Còn những cái lá lợi hại thiệt. Mệt ná thở luôn. Thôi. Không nhín nhín thôi. Mình tìm cái nào. Mình cho mình nấp xuống dưới đi. Bây giờ cứ ăn 5 lá một lượt luôn. Ôi ôi. 5 lá được đã làm cái gì? Ôi được chỗ nào. Ôi ôi ôi. Quá mạnh rồi. Bây giờ nỗ lực có tan chơi rồi. Ta thành vua rồi. Không ngờ, không ngờ trời đất giúp ta. Ta đã thành vua cái xứ này rồi. Ta là vua đỏ, chuyên môn ăn cây cỏ. Ha 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 ha. Nó đứng lẩm bẩm gì đâu mà bác ơi. Chút xíu nữa còn bạn lắm. Ơi. Ơi. Ra đây chơi nữa coi. Vậy hả?
giờ ta thay đổi đi Phật rồi. Ta xin lá đi. Không. Bây giờ cây mới thử rồi. Giấu rồi, cắt rồi. Lá này còn. Ê! Bây giờ chẳng những ta có vỏ nhưng mà ta còn có phép thật nữa. Vậy hả? Ta mạnh dữ lắm rồi. Đấu được với ta. Rồi, phép thật đấu nè. Không lời nó quá không hợp rồi. Ta nghĩ ngã dữ lắm rồi. Đấu nè. Thật mắt là hát. Không sao. Mạnh nhất. Mình chỉ còn hai chiêu rồi, mạnh nhất thôi. Thì nhỏ chết bà này hằng rồi. Tăng cường công lực lên. Ăn cầu xong chưa? Là hắn thì được. Ôi. Tăng công lực thì né hả? Chứ. Hả gì? Quỷ trưởng hồng công. Nội công thế nào? Như đâu? Nãy giờ một cái lá nó lại như vậy ta. Cho xin lá đi. Không. Nồi cơm của ta mà. Cho nghe gì. Bây giờ nói nghe nè. Vợ có theo tôi về chùa không? Tu dẫn các thằng người để nó vui hơn á. Đây thành quỷ đâu có vui đâu. Ta vui một cõi. Không có đi đâu hết. Vui một cõi vòng nè. À, ừ. Đâu đi đâu ở đâu. Đâu có quỷ nào ở đây đâu sai. Sao tôi. Còn quỷ nào không? Không giống tự tại. Xin lá lại. Xin lá đi. Chứ giờ chơi không công bằng vậy chơi sao chơi. Cho lá nhỏ nhỏ được không? Cho xíu công lực đi. Nhỏ xíu thôi. Nửa lá được nữa. Cho lá rồi. Nửa lá thôi. Nửa lá thôi. Để tôi suy nghĩ coi. Người chỗ chết bài vậy người liền. Cho người rồi người dùng lên là người bạn người ta sao ta chơi lại. Thì nó bắt hiền người ta. Chết rồi, phát hiện hơn mà bác ơi. Chọn lá đi. Không. Cái lá này là độc quyền của ta rồi, không cho. Bây giờ. Giờ ta chữa không lợi người. Hái này đi. Hết rồi, hết rồi. Gì hả? Ôi. Không quánh như đâu hết rồi. Ôi. Chữa hả? Ôi. Không gì chơi như ta. À, tôi giờ nó bẻ ăn lá nó ăn nó chơi mình á. Đừng bẻ lá nó ăn nha, tôi cho không lợi nha. Chết bà thấy bà rồi. Hồi ăn lá cây luôn hả? Ôi cái đó có tác dụng đâu. Ta có thể tặng cho người cái cọng thôi. Không như quỷ. Tình nghĩa lắm mà phải tặng cho người cái cọng là. Cái này làm được gì đâu mà chứ. Có cái cọng. Người đem về với chồng đi. Rồi về dài năm sau rồi. Dài năm sau. Đem chồng được. Đem chồng đi. Vậy hả? Cái báo vật của ta mà. Cái lá đi. Khoan. Chủ nó ngang hàng với mình rồi ông bà bác ơi. Con lá nhỏ thôi. Đi. Được không? Không. Để tao coi bây giờ lá nào nhỏ nhất tao cho đi. Đó, lá nhỏ đó. Thôi. Để chỉ cho. Bây giờ. Ta cho chút xíu cho. Đây. Đó. Ờ. Như nó được rồi. Ta. Còn bao nhiêu ta ăn tiếp. Đó. Vô quý à. Cái gì cho. Nó bà chạy. Kha 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 kha. Biết làm sao mà bác ơi. Để thu nó mà vô cách vậy sao. Thôi. Bây giờ để mình lại mình giật hứng lá. Giật không được mình chạy vô mình lấy đồ dùng cụ mình chơi nó nha. À, nghe nè. Hả nghe nè. Không tại rồi, bắt tại rồi. Thôi. Giờ mình vô trong này. Nó nhỏ chắc không nghe đâu. Bây giờ mình lấy cái quạt ra, mình đừng ánh nó. Cái mình triệu tập phù lô luôn. Mình bắt nó luôn nha. Mình đến phiên trước cái. Ăn ngoài hả? Biết này cái gì không?
Không. Không hả? Ồ, cái đó là cái quạt. Ờ, tôi nộp có lấy tao quạt không, cho nó nóng ác thôi à. Bây giờ nói chuyện chơi nè. Ăn được không? Ăn được không? Không, không thèm. Cho lái một xíu, cho tỏi pha một tiêu. Chưa kịp ăn. Ăn được không? Cho quá bự. Không. Bây giờ gì nè, tôi hỏi lần cuối. Bây giờ nhà ngươi có giữ nghe hai tao giúp cho được ấm no xong về chùa không? Không. Làm vô một cõi này nữa hả? Vô một cõi. Vậy thì đừng có trách nha. Nha. Ngươi đâu có lợi tao đâu mà trách. Đến. Rồi. Đó. Thằng bà bác ơi. Giờ phía câu á nè. Bị đinh đứng rồi. Trong khu vực vòng này rồi. Không ra được đâu. Đâu ra thử đi. Nói không dích đi. Trời để ơi. Để tao bực lá. Bực lá không được đâu. Rồi. Chỗ đập phù lô nhóc liền nó bực lá bà bác ơi. Nó thì mà bác ơi Lâm đã thu vô hồ lô rồi. Biết. Mục đích của Lâm á là không phải là bắt cái dông này đâu. Nhưng mà Lâm sẽ nhốt cho hồ lô lâu lắm rồi biết. Quỷ gì quỷ lì như vậy nó không nghe. Lâm trôi vào hồ lô. Để mà Lâm cho nó nghe kinh ghệ trống nghe nhiều hiểu Phật pháp. Ngộ rồi, dông này cũng hiền nhưng mà nó lì thôi. Lâm phải cho từ 3 ngày tới 5 ngày thì Lâm bắt đầu mới ở vị trí này thả nó ra để mà coi nó ăn năn hối cải mình giúp nó về chùa nha. Vậy nha ông bà bác ha. Làm nỗ thu phục đúng giữ cái nào cái lá là giữ cái nào đâu bằng cái quạt này với cái hồ lô của Lâm. Rồi video Lâm sẽ kết thúc tới đây. Hẹn bà bác những cái video tập tiếp theo nha. Chào ông bà bác.